Xin chào tất cả học viên. Bây giờ chúng ta sẽ học về chủ đề bingsu nha. Chủ đề bingsu thì là bingsu là nó giống như cái món mà siro đá bào mình hay ăn ngày xưa đó của Việt Nam mình. Còn tuy nhiên mà mình gọi là bingsu là gọi theo Hàn Quốc và Nhật là người ta có cái món này ha. Thì bingsu nó gần giống siro đá bào nhưng nó là ngon hơn bởi vì được bỏ nhiều cái nguyên liệu vào hơn. Thông thường là chúng ta sẽ có mua một cái máy là có 200 triệu là chúng ta làm được bingsu. Là mình bỏ cái đầu vào là nguyên liệu bột đường này kia ha, thì đầu ra của nó là sẽ là tuyết luôn, đá tuyết luôn thì rất là ngon và làm được nhiều hình dạng tuyết khác nhau, ví dụ như xoắn tròn dài hoặc là kiểu mà tơi như tuyết ha. Còn hôm nay thì Nhi sẽ hướng dẫn mọi người làm bingsu bằng máy mini thôi. Làm bằng máy mini thì nó sẽ giúp cho nhiều người có thể bán món này hơn, và món này thì rất là phù hợp để bán cho các học sinh này, hoặc là mình có cái quán ăn vặt mình bán kèm vô. Thì món này nó ngon hơn cả kem nữa nha, ngon hơn đá bào, ngon hơn trái cây tô và ngon hơn kem, và rất là đẹp mắt nha, rất là đặc biệt. Bây giờ trước khi bắt đầu, Nhi sẽ giới thiệu các cái thành phần cần nha. Đầu tiên là chúng ta có rất là nhiều món bingsu. Bây giờ chúng ta sẽ học món bingsu đầu tiên là bingsu trái cây nha. Đây, bingsu trái cây thì nguyên liệu của chúng ta là các loại trái cây, mình thích trái cây nào mình dùng trái cây đó. Mình có thể dùng xoài này, đấy, dưa hấu nè, thanh long nè, rồi mình dùng bơ rất là ngon nha. Mình dùng bơ mùa này thì trong Sài Gòn như đang mua không có bơ, mình sẽ bơ nè, dưa lưới nè, rồi dâu, tất cả các loại trái cây đều làm được bingsu ha. Rồi còn nếu mà mình muốn tận dụng nguyên liệu có sẵn trong quán mình thì mình dùng đào, đây đào ngâm ha, vải ngâm thì mình có thể làm bingsu vải và bingsu đào luôn. Rồi vậy bây giờ đó là cái phần thành phần nguyên liệu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần có một cái máy bào đá. Đấy, máy bào đá để chúng ta làm bào được cái đá mà thành tuyết. Thì tiếp theo nữa là chúng ta cần một cái bình làm kem để mình sẽ làm cái bông kem cho phần bingsu của mình được ngon hơn ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Thực hiện thì bước đầu tiên là mình sẽ sơ chế trái cây nha. Trái cây thì chúng ta có thể cắt vuông vuông miếng vừa ăn, hoặc là mình sẽ tạo cái hình tròn cho trái cây của mình. Thì nếu mà muốn tạo hình tròn cho trái cây á, thì chúng ta sẽ ví dụ trái cây chúng ta cắt đôi thế này, mình sẽ mua những cái muỗng mà múc kem mà loại nhỏ ha, mình sẽ cắt cái bingsu, cắt cái trái cây của mình ra đây, thì chúng ta sẽ được các cái viên tròn tròn như thế này. Đó, ấp xuống thì mình được cái viên tròn ha. Đấy, chúng ta múc đó thì mình phải múc gối đầu lên. Gối đầu là sao? Nếu mà mình múc ở đây thì nó phí trái cây quá, chúng ta sẽ múc ăn luôn cả cái phần mà trái cây nó bị khuyết ha. Chút xíu mình ấp vào thì nó cũng là ra hình tròn cho cái chén của mình thôi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ múc dưa hấu nha. Tương tự luôn, mình cũng múc giống như thanh long vậy đó, để cho nó có cái viên bi tròn cho đẹp. Chúng ta đã được các cái viên bi tròn tròn ha, dưa hấu ha. Rồi tiếp theo mình sẽ múc các loại khác ha. Chúng ta sẽ sử dụng xoài chín cũng được nha. Và mọi người lưu ý là chúng ta có thể dùng cái này múc muỗng múc thành những viên bi tròn hoặc là nửa tròn nha, không cần tròn, nó tròn thì nó sẽ tốn quá nhiều trái cây của mình. Nửa tròn hoặc là mình dùng dao mình cắt vuông vuông đều được ha. Bây giờ xoài chúng ta sẽ cắt đôi ra, cắt sát cái hạt luôn, lấy được cái phần thịt xoài tối đa nha. Rồi, sau khi mình được như vậy thì mình sẽ bắt đầu múc xoài ha. Nha, mà nó mình sẽ múc theo kiểu nửa viên bi nha. Đấy, nếu mình múc tròn luôn cũng được thì khoét sâu một chút nữa, nhưng mà múc tròn nó hơi tốn trái cây ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tiếp tục cắt cái phần vải và đào của mình ra ha, để chút xíu mình làm bingsu vải và bingsu đào. Đây, vải mình cắt làm đôi nha, tại vì vải rất là mắc tiền ha. Nếu mà vải hoa sen á thì một cái như vậy là 3.000 đồng rồi.
Đó, cho nên chúng ta sẽ cắt làm đôi thôi. Nhưng mà để nguyên trái là sẽ tốn rất là nhiều. Nếu mà món này mà nếu mà có vải tươi là mình dùng được luôn nha. Có vải tươi thì mình mua về mình bóc vỏ ha, bỏ hạt rồi sạch cắt đôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cắt đào nha. Đào mình cắt làm bộ 8 miếng nha, cứ nửa trái là cắt làm 8 miếng ha. Như vậy là chúng ta đã vừa sơ chế trong xong cái phần trái cây. Bước tiếp theo mà chúng ta cần làm là mình làm kem tươi nha. Đây, làm kem tươi thì chúng ta sẽ cần có hai nguyên liệu là topping base và kem béo thực vật rich nha. Rồi ở đây thì công thức là mình sẽ cần là 250ml topping base cộng với 150ml kem béo thực vật rich. Hai thằng này nha, 250, 150. Và chúng ta sẽ, đó là công thức để dùng bình kem nửa lít. Còn nếu anh chị nào dùng bình kem 1 lít thì chúng ta nhân đôi lên. Bước 1 là Nhi sẽ cho 250 topping base ra ly. Rồi, bình kem 250ml topping base. Tiếp theo chúng ta lấy kem béo thực vật rich sang 150. Rồi sau khi đã cho được là 250ml topping base và 150ml kem béo thực vật rich vào bình làm kem. Tiếp theo là chúng ta sẽ bơm ga vào bình ha. Thì đầu tiên mình sẽ lắp cái đầu bông kem này vào trước. Sau đó mình sẽ dùng một viên ga nha. Ga là nếu mà một bình quýt bịt thì chúng ta sẽ dùng lấy ga ga làm kem của quýt bịt luôn ha. Chúng ta sẽ dùng một viên ga. Sau đó đặt vào đây. Và đặt ha. Sau đó mình sẽ lắc nha. Mình sẽ lắc cho đến khi nào mà cái nước trong bình nó không còn nữa. Thường là mình sẽ lắc từ 150 nha. Cái trở lên thì mới được đó. Đó, chúng ta sẽ lắc và khi đang lắc thì chúng ta nghe cái tiếng nước kêu trong này nè. Nhưng mà mình sẽ lắc cho đến khi nào mà tiếng nước trong này không còn nữa thì mới được. Ok, sau khi chúng ta lắc xong được khoảng 150 cái nha, 50 cái lắc ha, thì mình đã có được cái phần bông kem. Rồi mình để bông kem lên, chút xíu mình sẽ dùng bông kem để trang trí cho món bingsu. Bây giờ bước tiếp theo chúng ta sẽ làm và mình sẽ làm món, làm cái phần đá sữa nha. Bình thường khi chúng ta ăn siro đá bào là mình chỉ có lấy đá và mình bào ra thôi. Nhưng mà đối với món bingsu chúng ta phải làm ngon hơn là mình sẽ làm được các phần đá sữa như thế này. Đây, được không? Đá sữa tức là mình lấy nước, mình hòa với kem, đường, bột béo cho nó ra được cái phần này ăn nó sẽ có độ béo, độ ngọt và thơm sữa luôn. Thì như vậy mới ngon. Thì ở đây chúng ta có công thức đá sữa nè. Công thức đá sữa của mình là mình sẽ dùng cái ly 700. Mình lấy 600ml nước, nước sôi nha, nước ấm nha. Và chúng ta sẽ dùng với 40ml sữa đặc. Sữa đặc loại nào cũng được hết. Rồi đường cát trắng ha. Rồi chúng ta 20g bột béo. Bột béo mà chúng ta dùng nấu trà sữa đó. 20g bột béo. Tiếp theo 30ml kem béo thực vật rich nha. Rồi 10ml bột Krabi. Rồi 10ml bột Krabi ha, bột Krabi để cho nó làm chậm cái quá trình tan đi. Rồi và chúng ta khuấy đều lên. Khuấy đều lên sau đó để vào ngăn đông. Thì như vậy mình sẽ được cái phần đá như thế này. Đúng không ạ? Phần đá này là Nhi lấy từ cái ly này ra mà cắt đôi thôi. Để chúng ta được một phần nha. Đó. Vậy thì mình sẽ coi lại công thức đá sữa trong sách và làm đúng là rất là dễ. Nói chung mọi người lấy nước sôi rồi cho tất cả các cái nguyên liệu mà trong sách ghi, mình hòa tan ra hết. Mình hòa tan hết cái phần đó ra rồi cho vào ngăn đông, tất đông cho đến khi nào nó đông thành đá là xong. Là mình có được phần đá sữa ha. Rồi. Xong. Bây giờ sau khi mình có xong phần đá sữa thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện bào đá và làm bingsu trái cây. Và đặc biệt là để cho bingsu của mình lâu tan thì cái đá này này phải được để rất là lâu, già. Tức là phải để trong ngăn mát mà nhiệt độ rất là mát. Và để ít nhất là 3-4 ngày trở lên thì đá nó mới già. Đá già có nghĩa là sau đó đá để trong ngăn mát lâu thì gọi là đá già. Thì lúc đó cái bingsu của mình nó khách ăn nó lâu tan. Và thêm vào đó là chén. Là mình phải để chén sẵn trong ngăn đông luôn. Và khi khách ăn là mình sẽ dùng cái chén mà đang còn mát đây này.
để bỏ bingsu lên thì như vậy bingsu mình sẽ lâu tàn. Vậy mọi người nhớ hai điểm, thứ nhất là đá phải già, thứ hai là chén của mình là phải để trong ngăn đông, thì như vậy món bingsu của mình nó lâu tàn hơn nha. Rồi bước tiếp theo chúng ta bào đá ra, chúng ta bào cái đá sữa ra. Thì nếu mà sau khi á mà cái đá mà nó tốt á thì nó sẽ được mịn như vậy nè, nó tơi xốp như vậy nè là đá nó già tới. Còn nếu mà anh chị làm đá mà chưa già tới á thì nó sẽ bị cái hiện tượng là nó rất là nhanh chảy nước nha. Rồi sau khi chúng ta có thành phẩm này, chúng ta sẽ bắt đầu trang trí chén bingsu nha. Và lưu ý là khi mà múc bingsu á thì mọi người đừng có theo kiểu là ép nó xuống nha, phải để cho nó tơi xốp vậy đó thì mới ngon. Đó, chúng ta múc đá tuyết ra chén mà giống như là một chén cơm đầy á ha. Đấy. Và tiếp theo là mình sẽ chất trái cây vào thôi, rất là đơn giản ha. Nếu mà làm bingsu trái cây hỗn hợp á thì mình phải có ít nhất là 3 đến 4 loại trái cây ha. Sau khi chất xong được một lớp trái cây xung quanh viền thì nếu mà anh chị muốn bán nhiều trái cây có thể chất lớp thứ hai, hoặc là mình không chất lớp thứ hai, mình xịt kem lên ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ xịt một cái bông kem nhỏ trên mặt. Đó, rất là ngon. Sau đó mình sẽ trang trí tiếp ha, bằng một miếng dưa hấu lên trên là xong. Hoặc là dâu nha, cái này là trái cây nào tùy mình ha, mình thích trái cây nào mình bỏ trái cây đó cho khách thôi. Rồi chúng ta đã hoàn tất cái món này, nhưng mà món này thường mình sẽ cho khách thêm 15ml sữa đặc nữa nha, để những người nào mà thích ăn ngọt á thì người ta sẽ cho thêm sữa đặc lên. Đây, mình sẽ cho thêm 15ml sữa đặc. Như vậy chúng ta đã hoàn tất được món bingsu trái cây hỗn hợp là nhiều loại trái cây. Và món này á, giá vốn của mình á thì nó chỉ có là 7.000 thôi, 6-7.000 thôi ha, tùy loại trái cây mà mình bỏ. Và đối với Sài Gòn á, thì món này nơi mà bình dân nhất người ta cũng bán là 80.000 đó, còn những nơi cao cấp thì bán tới 140.000 một chén. Còn giá vốn của mình 7.000 thì tùy theo cái mức thu nhập của người dân ở khu vực và tùy theo cái giá thị trường mình có cái giá bán cho hợp lý ha. Rồi và chúng ta xong bingsu trái cây, bây giờ mình làm tiếp nè. Cũng tương tự chúng ta sẽ làm bingsu đào, bingsu vải, là những cái nguyên liệu mà thường có trong quán trà sữa luôn ha. Trước tiên thì Nhi xin phép giới thiệu về khóa học trước. Khóa học thì ở Học viện Vinpa mình nó sẽ có các khóa học về trà sữa này, về cà phê, về ăn vặt, về bánh kem, rồi có cả ăn chay nữa. Và các khóa học thì được thiết kế rất là khoa học. Và chúng ta học trực tiếp thì có giảng viên trợ giảng sẽ cầm tay chỉ việc một một cho mình luôn, để đảm bảo là cái việc học của mình nó diễn ra hiệu quả. Ngoài cái việc là trong lớp học được học một cách trực tiếp cầm tay chỉ việc như vậy và thực hành trên tất cả các món, thì chính vì cái chương trình rất hiệu quả mà Học viện Vinpa mình sẽ là cam kết là bảo hành khóa học cho anh chị trọn đời. Có nghĩa là nếu học xong mà chưa làm được những cái món mình thực hành thì bên em sẽ bảo hành cho đến khi nào mà anh chị thực hành thành công cái món mà mình đăng ký học, hoặc là cái khóa học mà mình đăng ký học. Và khóa học bên Nhi thì Nhi đã thiết kế sẵn dành cho nhiều cái đối tượng khách hàng khác nhau. Nếu bán cho học sinh thì Nhi có những khóa nước dành cho học sinh. Nếu bán cho văn phòng thì Nhi có những khóa nước dành cho văn phòng. Và tương tự như vậy, muốn bán bánh kem thì Nhi có khóa bánh kem, mà muốn ăn vặt thì Nhi có khóa ăn vặt. Đấy, rồi khi anh chị đăng ký học thì anh chị có rất nhiều quyền lợi nè, là sau khi học xong nè là anh chị sẽ được bên em bảo hành trọn đời, rồi còn cập nhật các cái công thức mới trọn đời cho mình. Rồi ngoài ra thì khi mình đăng ký học xong á, học xong rồi nếu mình muốn mở quán thì bên em sẽ tư vấn một một để mình có thể mở được một cái quán trà sữa. Hoặc là nếu bên mình muốn nhượng quyền á thì bên em sẽ làm nhượng quyền quán trà sữa Mít Nhi cho mình, với chi phí là phí nhượng quyền là 0 đồng. Và ngoài ra mình còn được đến quán Mít Nhi học việc sau khi mình đã học xong
các khóa học trực tiếp tại Học viện Pha chế Vinpa. Wow, như vậy là Nhi mới kể ra khoảng 5 cái quyền lợi trong 11 cái quyền lợi mà anh chị sẽ nhận được khi anh chị đăng ký khóa học tại Học viện Pha chế Vinpa nha. Cho nên anh chị nào yêu pha chế này, thích nấu nướng này, hoặc là mình sắp mở quán, hoặc là mình đã có quán nhưng quán có món mình chưa có ngon, thì nhanh tay comment đăng ký học kèm theo số điện thoại, sẽ có nhân viên tư vấn thêm cho mình nhiều thông tin nữa. Và đặc biệt, những anh chị nào comment là đăng ký học kèm theo số điện thoại trên cái bài học video ngày hôm nay, thì Nhi sẽ giảm 50% học phí cho những thành viên nào mình sẽ đăng ký khóa học nha. Và lưu ý, nếu mà yêu mến Nhi cũng như là các khóa học thì hãy nhanh tay comment ngay là đăng ký học kèm theo số điện thoại, và sẽ có các bạn tư vấn viên gọi cho mình tư vấn chi tiết từng khóa học một, cũng như là lựa chọn khóa học tốt nhất cho mình, cũng như là tư vấn về mặt thời gian để cho mình chọn được khóa học phù hợp nhất với mình để mình đi học. Và comment ngay để nhận được là giảm 50% học phí cho khóa trực tiếp nha. Rồi chúng ta có một phút để chúng ta comment đăng ký học kèm theo số điện thoại để không bỏ lỡ cái ưu đãi lần này nha cả nhà. Rồi đó là về cái phần khóa học. Còn bây giờ về sách thì sao ta? Có chứ, Học viện Vinpa mình có rất là nhiều bộ sách mà đang bán chạy trên thị trường. Và bây giờ Nhi sẽ giới thiệu bộ sách đầu tiên cho mình nha. Bộ sách đầu tiên là Nhi có cuốn gọi là Giải mã công thức pha chế 4.0. Cuốn sách này là cập nhật những cái món đồ uống trong ngành trà sữa hot trend nhất hiện nay. Và trong này có 11 chuyên đề. Nó sẽ có chuyên đề về trà sữa, về các loại topping làm trà sữa, các loại trà trái cây, rồi lục trà, rồi hồng trà, rồi có Milo dầm, đá xay, bingsu, rau má pha, trà hoa giải nhiệt, rồi có các cái chuyên đề nữa là nước ép. Đó, mình có 11 chuyên đề, rồi có sữa tươi trân châu đường nâu nữa. Có 11 chuyên đề để phục vụ cho đối tượng khách hàng là học sinh và sinh viên. Trong cuốn sách này, Nhi biên tập rất rõ từ cách làm, bí quyết làm cho tới bảo quản, cho tới giá vốn đầy đủ chi tiết. Và ai đã từng mua cuốn sách này thì đều yêu mến, bởi vì Nhi viết rất là tận tâm và Nhi viết rất là chi tiết để chúng ta đọc và chúng ta có thể làm được nha. Đó, như vậy là bộ sách này, khi mua một cuốn sách Giải mã công thức pha chế 4.0 thì chúng ta còn được tặng kèm thêm một cuốn gọi là Bí quyết quán đông khách. Cuốn Bí quyết quán đông khách này là tập hợp những cái bí quyết về truyền thông, về marketing, về dịch vụ để làm cho quán mình đông khách. Ngoài ra thì chúng ta còn được tặng kèm thêm một cuốn cẩm nang. Cuốn này là tặng kèm, mình chắc bắt buộc là phải lấy cuốn này, bởi vì là không có cuốn này mình không biết mua cái gì để làm những cái món nước trong cuốn sách của mình. Cuốn cẩm nang nó sẽ mô tả rõ là nguyên liệu cần mua, dụng cụ cần mua nha. Rồi như vậy là chúng ta có ba cuốn, cuốn công thức, cuốn bí quyết và cuốn cẩm nang. Cuốn đầu tiên là mua, cuốn công thức là mua, còn hai cuốn còn lại thì Nhi tặng. Như vậy là chúng ta có 3 cuốn, thì giá niêm yết trên Học viện Pha chế Vinpa hiện nay là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu. Và nếu anh chị nào mà muốn mua ngay thì bây giờ trên video này Nhi sẽ có giá ưu đãi bằng tiền in sách thôi là 400.000 đồng. Cho nên anh chị nào muốn mua sách thì comment mua sách kèm theo số điện thoại. Và khi mình comment đúng cấu trúc là mua sách kèm theo số điện thoại, mình mới được áp dụng giá in sách là 400.000 đồng nha cả nhà. Còn nếu hết video này và mình cũng không comment, và hoặc là comment sai cấu trúc, thì mình cũng không được mua sách với giá 400.000 đồng đâu đó nha. Rồi, như vậy là chúng ta hiểu về cuốn số 1 chưa? Cuốn này là viết về trà sữa nhé. Bây giờ Nhi sẽ đi sang cuốn số 2 là cuốn viết về cà phê và đồ uống dành cho giới văn phòng. Đối với cuốn đồ uống dành cho cà phê, dành cho người lớn và văn phòng, thì chúng ta sẽ có 11 chuyên đề. Ở trong này Nhi có chuyên đề cà phê pha máy nè, latte, ạt rồi đó. Rồi Nhi có chuyên đề cà phê pha phin với rất nhiều món cà phê pha phin đặc sắc, như là cà phê sữa chua, cà phê trứng, cà phê sữa tươi, cà phê khoai lang, khoai môn, vân vân. Rất là nhiều món cà phê. Rồi chúng ta có các món trà, trái cây, nước ép truyền thống, nước ép hiện đại, sinh tố truyền thống, sinh tố hiện đại. Rồi chúng ta có các loại soda, rồi chúng ta có các loại đá xay, chúng ta có các loại trà hoa cúc, rồi trà Lipton, trà chanh, trà tắc, vân vân. Và trong này Nhi có hướng dẫn rất là nhiều các cái loại topping mà mình mua sẵn để kết hợp trong quán cà phê, mình không cần phải làm. Và ở Vinpa mình cũng có bán những cái loại topping như vậy luôn, thì rất là thuận tiện cho những anh chị chủ quán cà phê đó nha.
Và trong cuốn cà phê này Nhi có hai phiên bản, đồ uống nóng và đồ uống lạnh, phù hợp cho ba miền luôn, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và tương tự, khi chúng ta mua một cuốn cà phê, chúng ta cũng được tặng kèm thêm một cuốn bí quyết quán đông khách để giúp cho quán mình thật là đông khách. Rồi chúng ta còn được tặng kèm thêm một cuốn giải mã công thức pha chế 4.0. Như vậy thì một bộ cà phê sẽ gồm tất cả là 3 cuốn. Và giá niêm yết cũng là 1.500.000. Giá in sách là 400.000 đồng. Ngày hôm nay anh chị được ưu đãi với giá in sách thôi là 400.000 đồng cho một bộ sách cà phê. Vì vậy anh chị nào đang là chủ quán cà phê hoặc là mình đang muốn cập nhật các công thức cà phê thì hãy nhanh tay mua ngay bộ này nha. Comment mua sách kèm theo số điện thoại để nhận được ưu đãi và được tư vấn. Và bây giờ Nhi sẽ đến với bộ sách thứ 3, đó chính là bộ ăn vặt Hot Trend 4.0. Bộ này cũng đặc biệt lắm nha. Nhi làm hai phiên bản cho bộ này là ăn mặn và đồng thời Nhi có phiên bản ăn chay luôn, cho những ai muốn ăn vặt mà ăn chay để cho nó thiện lành. Thì Nhi làm cuốn ăn mặn trước, còn cuốn ăn chay là Nhi tặng kèm luôn, Nhi không bán. Bán sách vì đam mê mà, cho nên là tặng kèm luôn. Thì trong cuốn ăn vặt này á, Nhi có các cái chuyên đề như là bánh pizza, bánh su kem. Nhi có làm các món kem tươi, các món kem viên theo công thức riêng của Vinba, nhưng mà đảm bảo là ngon chuẩn, kem Ý luôn đó nha. Rồi ngoài ra thì Nhi còn có các món kem trà sữa, đó là kem Thiết Quan Âm, kem trà sữa Trân Châu, rất là đặc sắc. Rồi trong cuốn sách này á thì còn có chè, trời ơi chè, rất là nhiều loại chè, chè Thái, chè khúc bạch, chè khoai dẻo và các loại chè hiện đại. Rồi tiếp nữa là Nhi có các món ăn Hàn Quốc như mì cay, cơm trộn, cơm cuộn, bánh gạo cay. Rồi các món ăn vặt quen thuộc từ hồi nào giờ ở Việt Nam mình hay ăn như là bánh tráng trộn, xoài lắc, khoai lang phô mai lắc, rồi gà rán, rồi vân vân. Rất là nhiều các cái món mà có phiên bản chay và mặn. Và Nhi đảm bảo những công thức mà Nhi viết ra đó trên đồ uống hay đồ ăn á, nếu như mà mua sách về làm món mà thấy không ngon á thì trả lại sách, trả lại tiền luôn nha. Nói chung là cứ không ngon là Nhi không muốn nhận tiền. Có nghĩa là Nhi chỉ nhận cái tiền mà anh chị trả hay là cái chi phí học phí anh chị trả khi nào anh chị hài lòng thôi. Còn nếu mà thấy không ngon là trả lại sách cho em trả lại tiền. Chứ mà không ngon là em không lấy tiền. Thậm chí khách tới quán trà sữa em uống và uống mà nói không ngon là em không lấy tiền đó. Như vậy đó là bởi vì sao? Nhi dùng hết tâm huyết của mình vào việc làm món. Bởi vì mỗi món ăn thì Nhi xem đó chính là cái uy tín của mình. Thành ra Nhi rất là kỹ lưỡng trên việc làm món, duyệt món cũng như là ra món. Và trên từng cuốn sách thì Nhi đều viết rõ về cách bảo quản nè, bí quyết làm món nè, cũng như là giá vốn để cho các anh chị chủ quán đọc và hiểu bài, dễ làm cũng như là ứng dụng cao nha. Thì tương tự như vậy, khi mình mua một cái bộ sách ăn vặt, mình cũng được tặng kèm thêm cuốn bí quyết. Và tất nhiên sách ăn vặt nó cũng phải có cuốn cẩm nang của nó, cuốn cẩm nang của nó để mình biết mình cần mua nguyên liệu dụng cụ gì ha. Thì như vậy bộ sách ăn vặt thì nó gồm 3 cuốn. Giá niêm yết là 1.500.000, giá in sách, giá như in 3 bộ này nè, để Nhi xuất bản ra là 400.000 đồng. Thì ngày hôm nay trên cái bài video này, Nhi sẽ có cái giá siêu ưu đãi là chỉ thu hồi giá in sách cho các anh chị để sở hữu được bộ sách này. Đấy, như vậy nếu anh chị nào muốn mua sách với giá in sách thì comment mua sách kèm theo số điện thoại để được sở hữu bộ sách ăn vặt với giá in sách chỉ có 400.000 đồng nha. Đây là cơ hội vàng trong làng mua sách rồi đó. Rồi, mời cả nhà comment mua sách kèm theo số điện thoại. Rồi, tiếp theo Nhi sẽ giới thiệu bộ sách thứ 4. Đây là một bộ mà Nhi rất là yêu thích. Mặc dù bộ này thì thị trường là không có ứng dụng bằng là bởi vì nó ăn chay. Thị trường bây giờ ăn chay chưa nhiều như ăn mặn. Nhưng mà Nhi tin tưởng trong tương lai tới thì bộ này sẽ bán chạy hơn cả những bộ kia. Hiện tại những bộ kia là bán chạy hơn. Bộ này vẫn bán rất là chạy nha. Một tháng bán vài trăm bản là bình thường. Ấy, nhưng mà không bằng mấy cuốn kia. Tuy nhiên là cuốn này là Nhi cưng nó lắm, Nhi thích nó. Bởi vì Nhi rất thích lan tỏa cái thông điệp ăn chay. Và cái cuốn ẩm thực an lạc này chính là cuốn sách Nhi viết về các món ăn chay. Nhi cho cuốn sách này ra đời trong cái bối cảnh là Nhi chuyển từ ăn mặn sang ăn chay. Và Nhi thấu hiểu được để mình chuyển từ ăn mặn sang ăn chay thì mình cũng phải có một cái thực đơn rất là phong phú. Còn nếu không thì mình rất là dễ quay về ăn mặn theo thói quen. Cho nên Nhi đã viết ra cuốn sách ẩm thực an lạc với 31 mâm cơm chay cho 31 bữa cơm không trùng món. Và đặc biệt là Nhi dùng toàn bộ những nguyên liệu ngoài chợ thôi.
rau củ quả tươi, nấm, đậu hũ, tàu hũ ki, chả chay để làm được tất cả các món trong này, rất là dễ dàng cho các anh chị để đi chợ và mua được tất cả các nguyên liệu. Đồng thời trên một thực đơn ăn như vậy thì Nhi tính ra đó, có những mâm cơm giá vốn trên một phần ăn của một người chỉ có 20.000, còn những mâm cơm xịn sò hơn thì giá vốn là 30.000 đồng trên một phần cơm. Thì như vậy là giá vốn trung bình là từ 20 nè cho tới 30.000 trên một phần cơm của một người ăn, thì như vậy nó rất là phù hợp với cả bình dân hay là thậm chí nhiều tiền thì mình cũng không cần ăn cho nhiều đâu, mình ăn ít ít thôi, mình dành tiền mình giúp đỡ những người khác, đúng không ạ? Đó, cho nên Nhi soạn ra một cái mâm cơm là đủ dinh dưỡng mà giá vốn trên một phần ăn rẻ thôi, 20-30.000 đồng. Và 31 mâm cơm cho 31 bữa cơm không trùng món để không nhàm chán. Và trong này á, Nhi nêm nếm nó đậm đà như mà chúng ta ăn mặn. Nhi nêm nếm đậm đà như chúng ta ăn mặn. Và Nhi đảm bảo món xào, món kho, món gì nó ngon như ăn mặn. Những người mà ăn cái công thức này á, người ta không biết đó là đồ mặn hay đồ chay luôn. Nó ngon như vậy đó nha. Không ngon là cho trả lại sách, đơn giản vậy thôi. Nói chung là mua bán vì đam mê, cho nên là ngon, khách hàng hài lòng thì mình nhận tiền, còn không thì thôi, đơn giản. Rồi, thêm vào đó nữa là Nhi cũng khuyên luôn là sau một thời gian anh chị ăn chay theo cái cuốn sách của Nhi, nếu như mình ăn thành công được trên 6 tháng là mình đã quen với cái vị ăn chay rồi á, thì Nhi vẫn muốn khuyên á là chúng ta bớt bớt gia vị lại. Ví dụ chúng ta bớt bớt cái phần màu, chúng ta bớt bớt cái phần mặn lại. À, để mà chi, để tốt cho sức khỏe hơn. Còn trong cuốn này là Nhi đang viết cho nó ngon, nó đậm đà như mà mình ăn mặn bình thường á nha. Rồi, thì như vậy chúng ta có cuốn sách chay, tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Ngoài ra ăn chay á, thì nó sẽ giúp cho gì nè, da dẻ dáng mình đẹp, mình giữ dáng tốt, da dẻ mình nó tốt hơn. Ngoài ra ăn chay á, thì nó còn làm cho anh chị tiêu trừ rất nhiều bệnh tật. Đồng thời á, ăn chay á, là mình ăn những cái thức ăn thiện lành, thì nó làm cho cái tâm của mình bình an. Mà tâm mình bình an á, thì mình mới có sức khỏe tốt. Bởi vì khi tâm mình bình an là hệ thống miễn dịch của mình nó sẽ mạnh nhất, và nó sẽ chiến đấu với tất cả các loại bệnh tật. Đồng thời á, mình ăn chay á, thì tâm hồn mình nó tươi mát, nhẹ nhàng hơn khi mình ăn mặn nha cả nhà. Rồi, như vậy thì rất nhiều ý nghĩa cho bộ sách này đúng không? Và trong này á, Nhi còn viết là bí quyết để ăn chay thành công, con đường vì sao Nhi lại chọn hướng ăn chay mà không phải là ăn mặn nữa. Nếu cả nhà tò mò cũng như là muốn biết thêm về Nhi, cũng như là con đường mà Nhi đã chọn, thì chúng ta hãy mua bộ sách ẩm thực an lạc này nha. Để thứ nhất là mình hiểu thêm về con đường ăn chay, thứ hai là mình có những món chay ngon cho gia đình, thứ ba là gia đình ai á, thì đến rằm rồi mình cũng hay ăn chay thì mình mua mình có nhiều món hơn ha. Rồi, như vậy bộ sách ăn chay này là được tặng kèm cuốn cẩm nang, và cũng được tặng kèm cuốn bí quyết quán đông khách luôn. Bởi vì trong công thức chay này Nhi biên tập rất rõ về bảo quản giá vốn, nên nó phù hợp cả gia đình và cả chủ quán ha. Thì như vậy bộ sách ăn chay của chúng ta là có 3 cuốn, giá niêm yết là 1.500.000, nhưng mà Nhi cũng bán sách vì đam mê thôi, và Nhi sẽ lấy tiền in sách thôi nha, 400.000 đồng. Thành ra là Nhi có đam mê như vậy á, anh chị nào ủng hộ Nhi thì comment là mua sách kèm theo số điện thoại để chúng ta được mua sách gốc với giá gốc với chính tác giả nha. Mua sách kèm theo số điện thoại để được mua sách gốc với giá gốc với chính tác giả. Rồi, ngoài ra thì trời ơi nhiều quá, thôi bây giờ nói tới đây nhưng mà còn thêm cuốn bánh kem nữa. Rồi đây, cuốn bánh kem này thì Nhi có viết về bánh rau câu 3D nè, bánh kem bắp nè, và bánh kem sinh nhật. Ba nhóm bánh kem là hơn gần 45 mẫu bánh kem với rất nhiều cái trang trí đẹp lung linh, lấp lánh. Thì nhớ anh chị nào yêu thích bánh kem thì cũng comment mua sách kèm theo số điện thoại, sẽ có nhân viên tư vấn kỹ hơn về cuốn bánh kem nha. Giá bán cũng bằng mấy cuốn kia, niêm yết 1.500.000, còn giá in sách 400.000 đồng. Như vậy là ngày hôm nay có một bạn em Nhi bán sách vì đam mê, thì hy vọng sẽ có những anh chị mua sách vì đam mê nhé. Ai muốn mua sách vì đam mê thì comment mua sách kèm theo số điện thoại để chúng ta được mua sách với giá chỉ có 400.000 đồng, mua được sách gốc với giá gốc với chính tác giả nha cả nhà nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm cũng như là lắng nghe cái phần mà Nhi một phút quảng cáo cho Học viện Pha Chế Vinpa cũng như là những cuốn sách của Nhi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với món đồ uống của mình, đó chính là Nhi sẽ nói về giá vốn cho cả nhà mình cùng nghe nha.